không bao giờ. 20 năm sâu sầu thương câu người cười, 20 năm vui là bao. Thôi là thế, đời sống không là bao. Thôi là bao, đời không lâu là thế. Thôi là bao, đời sống mà yêu nhau ta nguyện có bao nhiêu. 90 năm cuộc đời. Bây giờ là bài hát cuối để chào mọi người và cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Bài hát Hãy Đến Bên Anh, một sáng tác nhạc ngoại là việc của Trần Tâm. Bài hát này là 20 năm trước Giáng Hương làm mưa làm gió tại các sân khấu. Bữa nay Giáng Hương hát lại nha. Đi bằng gì? Về. Có gì? Trần Tâm nhưng mà anh Tâm nữ. Hết bài đi. Năm tới. Đi đến với anh. Hãy đến với em người. Dạ.
cùng bên miền đâu ước mơ ngày sau trọn đời ta. Cảm ơn quán ba Thi Vân, cảm ơn anh Nỏ.